bên đèn khuya. Thời gian lén lén đi mãi không ngừng, đêm tối mơ hồ. Ngày anh đi mang theo vạn niềm nhớ, mang biết bao ân tình, nhìn anh thấy giận hờn. Cỏ cây cũng u buồn, riêng một mình em đau đớn xót xa. Ngồi nhìn vào bóng đêm, em nhớ anh của em. Thời gian năm trước ai nỡ chia ly đôi lứa chúng mình. Mộc lòng ơi, bên kia trời lạnh lẽo, anh biết không em chờ, mà anh vẫn chưa về để năm tháng ơ thờ. Đêm nay là đó cũng chính là phần biểu diễn mở màn, và cũng xin được giới thiệu đến quý vị vị giám khảo của chương trình Người Hát Tình Ca 2017, danh ca Ý Lan. Xin cảm ơn danh ca nhiều. Ý Lan và cũng rất đẹp trong tà áo dài, đúng không ạ? Xin cảm ơn cô rất nhiều. Xin mời. Thưa quý vị, không chỉ danh ca Ý Lan ngồi vào vị trí của giám khảo, mà sẽ có hai vị nữa sẽ cùng đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình Người Hát Tình Ca 2017 hôm nay. Và người tiếp theo xin được chào đón và giới thiệu ra sân khấu, nhạc sĩ Đức Huy. Thưa quý vị, và người thứ ba chúng tôi xin được giới thiệu giám khảo khách mời, nữ danh ca Thanh Hà.
của mình. Kính thưa quý vị, chương trình Người Hát Tình Ca 2017 do Đài Phát Thanh Truyền Hình Vĩnh Long phối hợp với MNT Pictures thực hiện. Chương trình Người Hát Tình Ca mang đến cho chúng ta một phiên bản hoàn toàn mới. Và điều đặc biệt là những thí sinh này là những người đã đạt được những thứ hạng cao trong những chương trình truyền hình. Và ngày hôm nay họ sẽ cùng gặp nhau trên sân khấu này để cùng thi tài về âm nhạc. Với phần thể hiện của mình sẽ được 3 vị giám khảo có mặt trong chương trình cùng với 100 khán giả sẽ dành những điểm số cho các bạn. Và có một điều đặc biệt, đó là các bạn của chúng ta khi bước vào vòng thi ngày hôm nay sẽ là một đêm thi không loại. Mặc dù nói là không loại nhưng các bạn vẫn phải thể hiện hết sức mình để dành cho mình cái điểm số cao nhất. Và người nhận được điểm số cao nhất sẽ có cơ hội sẽ vượt qua được thử thách ở vòng tái đấu nếu chẳng may rơi vào cái tên là thí sinh nguy hiểm này. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một thí sinh nhận được rất nhiều tình cảm của quý vị. Anh sẽ bắt đầu phần thi của mình đầu tiên trong đêm nay với một ca khúc chỉ có một chữ, đó là Ghen. Và hãy cùng chào đón ra sân khấu phần thể hiện của thí sinh Lê Thái Sơn. Xin mời. Xin chào tất cả quý vị khán giả, mình là Lê Thái Sơn và mình rất vui khi nhận được lời mời tham gia chương trình Người Hát Tình Ca. Thật sự thì thể loại sở trường của mình không phải là những bản tình ca, sở trường của mình là pop và pop rock. Nhưng mà mình cũng muốn thử sức mình và gửi đến mọi người một cái hình ảnh Lê Thái Sơn mới thể hiện những ca khúc tình ca. Thật sự thì Sơn gặp rất là nhiều khó khăn khi mà chuyển từ hát nhạc pop, rock sang những ca khúc trữ tình. Trong những ca khúc trữ tình thì có những đoạn luyến lấy và nó phải ăn vào máu rồi. Thì mình phải rất là cố gắng để có thể thể hiện tốt những ca khúc này. Nhìn tôi trong lúc tôi xa xôi, tôi muốn cô đừng nghĩ tới ai, đừng hồn dù thấy đóa hoa tươi, đừng ôm gối chiếc đêm này ngủ, đừng tắm chiều nay về lắm người. Tôi muốn mùi thơm của nước hoa mà cô thường xịt chẳng bay xa, chẳng làm ngây ngất người qua lại, dấu chỉ qua rồi khách lại qua. Thế là ghen qua đây mà thôi, thế có nghĩa là yêu quá đi mất rồi, và nghĩa là cô là tất cả, cô là tất cả của đời tôi. Chỉ mỉm cười những lúc có tôi và mắt chỉ nhìn tôi trong lúc tôi xa xôi. Tôi muốn cô đừng nghĩ tới ai, đừng hồn dù thấy đóa hoa tươi, đừng ôm gối chiếc đêm này ngủ, đừng tắm chiều nay về lắm người. Nước hoa mà cô thường sức chẳng mấy xa, chẳng làm ngây ngất người qua lại, dẫu chỉ qua rồi khách lại qua. Thế là ghen qua đây mà thôi, thế có nghĩa là yêu quá đi mất rồi, và nghĩa là cô là tất cả, cô là tất cả của đời tôi. Của đời tôi.
Sơn. Một ca khúc mở màn vô cùng sôi động của Lê Thái Sơn. À, một phần mở màn rất thú vị đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của khán giả có mặt tại trường quay. 15 giây dành cho quý vị bắt đầu. Xin cảm ơn 100 khán giả có mặt tại trường quay. Vừa rồi thì Thái Sơn đã kết hợp một chút vũ đạo nhẹ của mình trong phần thể hiện với ca khúc Ghen. Ai cứ bảo là cái ghen vốn dĩ là thuộc tính của người phụ nữ đâu. Đôi khi đàn ông ghen nó cũng có chút đáng yêu đúng không ạ? À, danh ca Ý Lan thấy chị ngồi theo dõi phần thi này mà lâu lâu lại rất là tập trung và cũng mỉm cười. Chị có thể chia sẻ một chút cảm nhận, xin mời chị. Cô Ý Lan nghĩ là Thái Sơn đã hát bài này và trình diễn bài này đạt đến một cái chỗ mà cô Ý Lan nghĩ rằng gần như là hoàn hảo đó. Cô rất là thích trong cái phần trình diễn này của em. Từ giọng hát cho đến cách nhảy, cho đến cách trình diễn với lại người diễn phụ với mình, hay lắm. Xin cảm ơn danh ca Ý Lan. Xin mời danh ca Thanh Hà. Thái Sơn, hôm nay em chọn ca khúc này, chị thấy là rất là hợp với cái giọng hát của em. Em lên cao tốt, sáng. Chị hơi tiếc là em hát swing, nhưng mà chị không có thấy cái swing em uyển chuyển trong cái câu hát của em. Đừng hiểu sai, em hát vẫn đúng nhịp, nhưng mà cái điệu swing đó, chị vẫn không có thấy cái uyển chuyển trong cái ca từ của em và cái nhạc mà band đang đánh cho em. Chị nghĩ là em phải để ý đến cái đó, và nhất là phải nghe thì em sẽ hát. Chị tin là với cái chất giọng này em còn sẽ hát hay hơn nữa nếu mà em hát theo swing. Thì chị nhắc nhở thôi, em hát rất tốt. Cảm ơn em. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn chị. Sao không thấy chị chia sẻ gì về ca khúc này hả? Ý nghĩa ca khúc này rất hay. Tại vì chị nói thật với em nhé. Chị rất ghen. Mà khi chị ghen đó, thường người ta có như là nhà thơ Nguyễn Bính ví một người nam ghen là đừng tắm chiều nay bể lắm người, hay là đừng sức cái mùi nước hoa, ví dụ như vậy mà nhé. Cô thường sức từ bay đúng, xa rồi. Chị đó, mà chị ghen đó hả? Đó, chị ghen là chị nhéo, chị cắn, chị đánh. Đó, thể hiện của chị là chị như ơi, vậy. Cái đó là chồng của người ta mà chị ghen, mà chị ngắt nhéo như vậy làm sao mà người ta chịu được. Nhưng mà là anh chị ngồi bên cạnh chị có quyền. Dạ vâng. Rồi xin mời người đàn ông chịu đựng. Mặc dù là hai người phụ nữ đẹp quá nhưng em thấy thương anh. Với một màn mở màn đầy áp lực, thế nhưng mà bạn đã làm tốt. Bạn hát tròn trịa nhá, sướng âm tốt, nhộn nhịp, nhấn nhá cũng được. Duy chỉ có cái mà Thanh Hà nói, thật ra đây là một bài swing mà rock. Thế thì cái nhịp mạnh của nó mạnh lắm. Thế thì bạn thiếu cái đó. Bạn vẫn còn rất là rụt rè. Vẫn là cái này nó cần cái dứt khoát. Tức là người này ghen nhưng mà không ghen quá mạnh mẽ rồi. Không, cái này người này ghen nhưng mà nhiều khi không biết là mình đang ghen vì lý do vì gì. Vì lý do gì. Bạn hát là bạn thiếu cái dứt khoát. Thế thì nếu mà chọn bài này thì phải tập bỏ đầu tư vào cái nhảy. Nhưng mà dầu sao, chúc mừng. Một màn diễn đầu tiên rất tốt, xin khen ngợi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của ban giám khảo dành cho bạn. Giám khảo nhận xét vậy thôi chứ tôi nghĩ là giám khảo cũng rất là thích cái phần mở màn của bạn. Hãy cùng xem điểm số nha. Đầu tiên, xin mời danh ca Ý Lan, mời chị. 9.5. 9.5. Đấy, một sự mở màn khá tốt đây. Chúng tôi xin mời danh ca Thanh Hà. 9.5. 9.5. Một con số khá đẹp. Và bây giờ xin mời anh Đức Huy. Tôi là cũng gần giống như thế đấy. 9. 9 điểm. Và bây giờ một lần nữa xin chúc mừng bạn. Bạn đã có một phần mở màn rất tốt. Chúc mừng bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều. Xin cảm ơn Lê Thái Sơn. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một cô gái xinh đẹp. Có một điều đặc biệt là đây là một thí sinh đã lọt vào top 3 của một cuộc thi ca hát. Nhưng sau đó thì cô đã rời xa sân khấu một thời gian dài để thực hiện công việc của một người phụ nữ, một người mẹ. Và có lẽ là do quá nhớ ánh đèn sân khấu nên cô đã quay trở lại với cuộc thi Người Hát Tình Ca. Và ngày hôm nay thì cô sẽ thể hiện một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Lam Phương, ca khúc Em Đi Rồi. Xin được chào đón ra sân khấu phần biểu diễn của Lều Phương Anh. Xin mời. Lưu Phương Anh hiện nay đang là một bà nội trợ. Hiện tại thì Lưu Phương Anh đang rất là hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình, và đặc biệt là với cô công chúa nhỏ.
Thường ngày ở nhà thì công chúa nhỏ của mình rất là cá tính, cháu hơi nghịch một chút và rất là thông minh. Cháu bây giờ mới được có 15-16 tháng thôi, nhưng mà đối với Lê Phương Anh, cháu như một người bạn của mình từ lúc 3-4 tháng. Cái sự tương tác giữa hai mẹ con đã có, đó cũng chính là một niềm vui của Lê Phương Anh hàng ngày. Cái lý do chính mà Lê Phương Anh nhận lời để tham gia chương trình Người Hát Tình Ca này có lẽ là do chính cái tên của chương trình đã quyến rũ bản thân mình. Thật ra năm nay Lê Phương Anh có rất là nhiều dự án, nhưng mà Lê Phương Anh đã phải hủy rất là nhiều bởi vì do bầu bì. Nhưng riêng với Người Hát Tình Ca thì Lê Phương Anh vẫn tiếp tục. Và nhân đây Lê Phương Anh cũng cảm ơn ban tổ chức rất là nhiều, vẫn tạo điều kiện cho một bà bầu lên sân khấu để vẫn có thể được tỏa sáng trên sân khấu. Phải nói là nhớ ánh đèn sân khấu và thèm được đứng trên sân khấu lắm rồi thưa quý vị. Nên là đó cũng là một cái lý do mà Lê Phương Anh quyết định để đi thi tiếp tục chương trình này. Hy vọng rằng là tất cả mọi người yêu quý, thương yêu, ủng hộ cho giọng ca của Lê Phương Anh trong chương trình Người Hát Tình Ca này. Phần biểu diễn đầy cảm xúc của Lê Phương Anh. Và
Tôi thấy có hai vị giám khảo để đứng dậy vỗ tay cổ vũ cho bà. Vẫn còn căng thẳng đúng không? Vâng, và trong thời gian này cho phép chúng tôi xin mời 100 khán giả có mặt tại trường quay sẽ dành những số điểm dành cho Lều Phương Anh. 15 giây bắt đầu. Đã hết thời gian, xin được cảm ơn 100 khán giả. Vâng, nếu Nguyên Khang nhớ không lầm thì đây là một ca khúc mà danh ca Thanh Hà từng thể hiện và danh ca Ý Lan cũng đã từng thể hiện trên rất là nhiều sân khấu. Thế Nguyên Khang bạn phép mời hai chị sẽ chia sẻ trước. Xin mời chị Thanh Hà. Đây là một ca khúc mà phải nói là chú Lam Phương đã viết riêng cho tiếng hát của chị Họa Mi với một câu chuyện tình rất là đẹp. Chị nghĩ là nếu em mà đã biết thêm cái câu chuyện đó thì chị nghĩ là em sẽ hát nó còn cảm xúc hơn cả ngày hôm nay nữa. Hôm nay em hát cảm xúc tuyệt vời luôn đó. Và một cái điều nữa là có hai lần mà chị hơi lo cho em. Trong cái tiếng hát của em, những cái lúc mà lên cao đó, chị sợ là em đuối tại vì nghe là thấy có mệt trong đó. Chị sợ là em sẽ lên không tới, nhưng mà em đã vớt nó lại và em hát rất là tốt. Em đã chạm đến trái tim của chị. Em thể hiện rất là tốt. Em xin chân thành cảm ơn chị. Đó là lý do mà danh ca Thanh Hà để đứng dậy để vỗ tay cho cái phần thể hiện vừa rồi. Còn danh ca Ý Lan, xin mời chị. Trước tiên thì phải khen vóc dáng rồi. Vóc dáng siêu mẫu quá hả chị? Đẹp quá. Dạ, em cao 1m mấy, em xin lỗi. Dạ, em cao 1m70. Và em xin phép là nếu như mà được cô Ý Lan khen đẹp là em rất sung sướng. Tại vì mỗi lần mà em đi diễn ấy, mọi người mỗi lần em bới tóc giống cô, giống nhạc danh ca Ý Lan thì mọi người đều nói là ôi sao em giống cô Ý Lan thế. Anh cũng nên thấy hôm giống. Nay lại dạ. Được cô khen, em cảm thấy em hạnh phúc và vinh dự hơn. Cảm ơn cô. Và xin phép cô Ý Lan, cái cách nói chuyện cũng có nét gì đó cũng giống giống cô Ý Lan nữa. Dạ. Chắc hình như là tại vì chúng tôi là gái miền Bắc đấy. Liệu Phương Anh giống như là Thanh Hà nói rất là xúc động, đặc biệt là ở những câu đầu vào bài hát, em đã làm cho tất cả mọi người, trong đó có cả cô Ý Lan, ngồi đây mà không thể không theo dõi từng hơi thở của em. Khi em buông ra từng chữ, tuy nhiên cô cũng có phần hơi tiếc một chút là hai cái nốt cao của em. Đối với riêng cô thì cô thấy nó có hơi bị đuối và chưa có thật sự là nó đã nắm trọn được cái nốt nhạc. Cô nghĩ nếu mà sức khỏe của mình mà không cho phép, nhất là mình được hát với lại ban nhạc live, thì mình có quyền để mà mình hạ xuống nửa tông. Thì cái điều đó cô nghĩ nó sẽ đặc biệt hơn và nó chắc ăn cho em hơn. Dạ, thưa với lại cô là lúc đầu tập với ban nhạc đã có ý muốn giúp em, nhưng mà em cũng vẫn hơi bướng, em bảo thôi chắc lát nữa ra sân khấu có... Thường là có động khán lực giả, hơn em sẽ có lửa hơn. Nhưng mà em không ngờ sau khi những cái xúc động khiến cho em quên đi cái trách nhiệm về cột hơi của mình, và em chỉ biết cuốn theo cái cảm xúc đó mà thôi. Nhưng mà em xin cảm ơn cô là em sẽ cố gắng và sẽ để ý hơn cho những vòng thi sau. Cảm ơn em. Cảm ơn em cho phần trình diễn rất là sâu sắc và đầy tình cảm trong bài hát này. Cô chúc mừng em nhé. Cảm ơn. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy ạ. Đây là lần đầu tiên tôi được nghe Lều Phương Anh hát, và tôi rất thích cái phong cách trình diễn của bà. Và cái điều thích nhất về một ca sĩ đối với riêng tôi á, là người ta sau khi mà người ta nắm hết được tất cả những cái luật, người ta bắt đầu phá luật đi. Thì hôm nay bạn làm điều đó. Và cái trên cả cái tôi vừa nói đó là biết luật rồi phá luật, là bạn không đoán trước được. Có nhiều người ca sĩ ra hát A1, A2 thì mình đoán là họ sẽ hát như thế nào A3. Nhưng mà không, bạn hát bạn để cho tôi không có cái manh mối để mà đoán trước được. Và đó là một điều rất đáng quý. Xin chúc mừng. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn ba vị giám khảo. Hãy cùng xem họ sẽ dành cho Lều Phương Anh những điểm số như thế nào em nha. Đầu tiên chúng tôi xin mời điểm số của danh ca Ý Lan. 9.5. 9.5. Xin mời điểm số của nhạc sĩ Đức Huy. Thường thường là tôi phải khác với Ý Lan, nhưng mà hôm nay tôi vẫn giữ lại số 10, nhưng mà tôi vẫn phải cho 9.5. 9.5. Vẫn nhín lại chút đúng không anh? Sao anh khó hiểu vậy anh?
Không phải cứ tại nói vì 10, tại vì còn bao nhiêu thường tuần thường nữa. Người ta 9 rưỡi là lên 10 cho con người ta thấy sung sướng thì em bảo 10 mà sụt lại. Chị hả? 10 điểm luôn. 10 điểm, xin chúc mừng. Chúc mừng em. Một lần nữa xin dành một tràng pháo tay cho Lê Phương Anh. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức với một bản tình ca của nhạc sĩ Lam Phương. Thì ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ một bản tình ca khác của một nhạc sĩ cũng rất nổi tiếng, đó chính là nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, ca khúc Bản Tình Cuối. Và với ca khúc này chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một chàng trai. Đây là một chàng trai khá đa tài bởi vì anh vừa có khả năng diễn xuất lại vừa có khả năng ca hát và cũng đã từng lọt vào top 3 của một cuộc thi ca hát trên truyền hình. Và ngay bây giờ xin được giới thiệu phần biểu diễn của thí sinh Ngọc Minh. Xin chào tất cả các bạn, mình là Ngọc Minh và phải nói là mình rất là vui khi có cái lời mời tham gia chương trình Lời Hát Tình Ca. Cái lý do mà để mình tham gia chương trình này ấy, bởi vì giống như là cái tên của nó vậy. Từ trước đến nay thì mình luôn luôn hát những ca khúc rất là sôi động, nhạc trẻ. Và lần này thì mình muốn thử sức mình trong một cái lĩnh vực, một cái dòng nhạc rất là trữ tình, rất là lãng mạn và cũng rất là run, hơi hồi hộp một chút. Không biết là mình sẽ xử lý ca khúc ra sao, không biết là mình sẽ trình diễn như nào và cũng không biết là quý vị khán giả đón nhận như thế nào. Khó khăn của mình khi tham gia chương trình này thì có lẽ là đó là trong việc xử lý ca khúc, cách trình diễn. Mình sẽ, cái gì mình cũng phải tiết chế lại và mình hòa nhập tâm hồn mình vào với cả ca khúc, bởi vì nó là những ca khúc trữ tình, những ca khúc lãng mạn. Và như vậy thì buộc nó phải phù hợp với cả cái giọng hát của mình, với cái hình thể và với cái phong cách biểu diễn của mình. Và nắng có phai trên cuộc tình yêu em ngày nào. Ta đã yêu và ta đã mơ, mơ chẳng sao đưa đến bên người. Một lần gặp gỡ một lần gặp gỡ như tình ngỡ xa xưa. Mây có bao và em có hay, ta ngại ngùng yêu em lần đầu. Ta đã say hồn, ta ngất ngây, men yêu thương đã thắm. Ngày nào đó bước bên em âm thầm, một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người. Yêu em, ta yêu em như yêu tuổi thơ ngây. Bên em, bên em ta hát cho ta biết tình yêu đắm say. Ngày nào người cho ta biết tình là đáng cay. Mưa đã rơi và nắng đã trên cuộc tình yêu em ngày nào. Ta đã say hồn, ta ngất ngây, qua bao nhiêu năm tháng ơ thơ. Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu, một ngày nào đó ta yêu em như
tháng tình cuối cùng với Ngọc Minh. Xin cảm ơn hai vũ công. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tình cuối cùng với Ngọc Minh. Và bây giờ 15 giây dành cho 100 khán giả có mặt tại trường quay bắt đầu. Xin chúc mừng Ngọc Minh đã hoàn thành phần thi của mình. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem các vị giám khảo cảm nhận như thế nào về ca khúc này. Đầu tiên chúng tôi xin mời danh ca Thanh Hà, xin mời chị. Ngọc Minh, em hát rất tốt. Bài hát của em cảm xúc vừa phải mà chị rất là thích. Cái điều mà làm cho chị hơi tiếc một tí là vào cái đoạn cuối mà cái câu tình là đắng cay mà em feel đó. Chị biết là em muốn làm cho nó khác đi, nhưng mà theo chị đó, chị vẫn thích cái lần đầu của em hơn là lần thứ nhì. Nghĩa là cơm em nấu nhưng mà nó chưa được chín tới, nó vừa... Tức là nó chưa hơi, còn hơi tới, sượng. Nó hơi bị sượng cái cách hát của em trong đó. Cái chữ tình là chữ đắng và chữ cay là hai cái chữ hay nhất trong đó. Cái thể hiện lần đầu thì rất hay, chị thích lần đầu hơn. Nhưng mà nói chung là vóc dáng của em đúng là một vóc dáng của một ca sĩ rất là phong độ. Cảm ơn phần chia sẻ của em. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của danh ca Ý Lan. Xin mời chị. Trước tiên là giọng hát quá tốt. Có những đoạn hát nhẹ, rồi có những đoạn bung ra, hát một cách đau khổ, mà có một chút gì đó nó giận dữ nữa. Thành thử ra cảm xúc đó nó lúc xuống rồi lúc lên rất là tốt. Tuy nhiên, chị vẫn cảm thấy rằng là cái bài hát tình ca, bài này nó rất là tình tự. Nếu mà người ca sĩ hát mà kiềm chế được cái xúc cảm của mình để cho cái người nghe và người xem, người ta còn lắng đọng được cái tình cảm của bài hát. Cảm ơn em cho phần trình diễn vừa qua. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời nhạc sĩ Đức Huy, xin mời anh. Bạn có kỹ thuật tốt, bạn làm chủ được cái giọng tốt của mình. Tôi hoàn toàn đồng ý với Y Lan. Cái phần trình diễn của bạn nó cho tôi cái cảm tưởng như là tôi đang xem một màn biểu diễn của một bài hát của Ngô Thủy Miên, hơn là tôi nghe một người đang diễn tả cái cảm xúc của một cái bản tình cuối gửi cho cái người yêu. Và cái điều gì đã để lộ ra cái đó, ta phải chú ý những cái chữ không được nhấn mạnh. Mưa đã rơi, chữ đã ai cũng biết cả, mà bạn hát gần như là 20 chữ đã nào cũng quá lớn. Rồi cái chữ nữa mà tôi khó bỏ qua là chữ tình là đắng, không được, phải tình là đắng cay. Ba cái chữ mà phải tránh không được nói đến, hoặc là nếu đỡ mà hát đến thì phải hát thật nhẹ là thì là mà, đừng quên điều đó. Rồi, xin cảm ơn. Xin cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của nhạc sĩ Đức Huy. Xin mời anh. 9.5. 9.5. Danh ca Ý Lan. 9.5. 9.5. Danh ca Thanh Hà. Anh, chị và em cùng đồng lòng với nhau. Đồng lòng, đồng ý. 9.5. 9.5. Wow. Mặc dù là có nhiều sự góp ý nhưng mà tôi thấy là số điểm của bạn tính đến hiện giờ là khá là cao đấy. Lần nữa xin chúc mừng Ngọc Minh. Cảm ơn bạn. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình của chúng ta trong vòng chào sân ngày hôm nay của chương trình Người Hát Tình Ca 2017. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một cô gái với một giọng hát rất trong trẻo. Đây là một thí sinh đã từng đoạt được huy chương bạc chuông vàng vòng cổ năm 2014. Và ngày hôm nay thì bạn sẽ chọn một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang, ca khúc Em Về Kẻo Trời Mưa. Xin được chào đón phần thể hiện của Thi Nhung. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Thi Nhung. Sở trường của mình là cải lương, dân ca và bolero. Thật sự khi mà nhận lời tham gia cuộc thi chương trình Người Hát Tình Ca, Nhung cũng rất là lo lắng và cũng đắn đo suy nghĩ rất là nhiều. Bởi vì hát tình ca thì chuyên về trữ tình nhiều hơn, mà Nhung thì ít có bao giờ thể hiện thể loại này. Những cái bài hát mình được học á, thật sự là nó rất là thử thách. Mình thì lại là chuyên về cải lương cũng nhiều nữa, cho nên khi thể hiện ca khúc trữ tình và có đôi khi có những bài hát sôi động nữa, khiến cho Nhung cũng gặp rất là nhiều trắc trở. Nhưng mà Nhung được tất cả mọi người trong chương trình ủng hộ và cổ vũ, nó là ráng lên, không sao hết, đây là sân chơi. Dù được hay không thì mình ít nhiều mình cũng được học hỏi. Mưa, sao anh còn đứng mãi
tan vỡ. Dẫu biết tình đầu rất dễ chia lìa nhau, để chìm vào trong bể sâu. Yêu nhau từ độ nào, mấy mùa trăng lên cao, thiết tha cho mối duyên đầu, để tình đôi ta bên lâu. Mùa thu lá bay bay thật nhiều, kỷ niệm càng thương mới nhiều. Nếu tình đôi ta dở dang, anh hãy xem như là một giấc ngủ chim bao. Với ca khúc Em Về Kẻo Trời Mưa. Cảm ơn Thi Nhung rất nhiều. Dạ, xếp dù lại. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với điểm số của 100 khán giả có mặt tại trường quay dành cho Thi Nhung. 15 giây bắt đầu. Xin cảm ơn 100 khán giả có mặt tại trường quay. Hồi nãy ngồi nghe em hát á, là anh có đọc cái thông tin của em thì cũng có biết là em đã đạt huy chương bạc chuông vàng vòng cổ 2014, dạ. Đúng không? Em đến từ đâu? Dạ, em đến từ Củ Chi. Rồi bây giờ nhân tiện đây trên sân khấu thì em có thể gửi món quà tặng cho ban giám khảo một đoạn ca cổ hay gì đó, coi như là bonus thêm vì gì thấy huy chương bạc mà. Đó, gửi tặng mọi người câu trích đoạn ngắn được không em? Xin được phép gửi tặng cho ban giám khảo cũng như là tất cả mọi người ở đây một đoạn nhỏ trong Lan và Điệp. Đây là Điệp. Dạ. Còn kia là Lan. Anh cho em mượn anh làm anh Điệp chút xíu. Em mượn cái gì của anh? Anh Điệp. Anh đây. Điệp ơi. Lan ơi. Điệp à. Lan à. Điệp ơi, mai anh lên chốn thành đô nhà xe rực rỡ. Xin anh đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ chốn quê xưa em dò dò mong chờ. Thưa quý vị, đây là một trích đoạn nhỏ của vở Lan và Điệp để cho thấy được cái tài năng của cô này, không chỉ hát rất là mùi dòng nhạc dân ca quê hương mà còn hát được vọng cổ nữa. Bây giờ phần nhận xét em xin mời chị Thanh Hà. Dạ. Chị cạn lời rồi em à. Nói thật lòng là em hát quá hay luôn á.
mà em hát lanh lảnh mà nó tự nhiên lắm, nó thoải mái lắm. Dạ em cảm ơn chị. Cảm ơn tiếng hát của em. Cảm ơn chị rất nhiều. Hôm nay chị nhận xét ngắn gọn quá. Dạ, xin mời danh ca Ý Lan, mời chị. Một phần trình diễn mà phải có, phải nói là cả hai mặt rất là tốt. Trước tiên là tiếng hát rất là tốt cho cái bài hát này. Nó mang đúng tính chất của một bài hát có cái âm hưởng quê hương. Rồi bên cạnh đó thì phải khen người đạo diễn của chương trình hôm nay đã dàn dựng cái sân khấu cho cái bài hát này rất là đặc biệt, đẹp và rất là nhiều công phu. Cảm ơn em cho phần trình diễn vừa qua, rất là nhiều cảm xúc. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Đẹp như tiên cảnh đúng không chị? Đúng có vậy. Có hai cái thác nước xung quanh rồi rất khói mây bền bồng, nhìn em như tiên nữ vậy. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời nhạc sĩ Đức Huy, mời anh. Thế thì cảm ơn bạn đã rót vào tai tôi một bài hát quen thuộc nhưng mà nghe như là mới. Tại vì cái cảm xúc của bạn nó chan chứa và bạn hát như là đang kể một câu chuyện mà chính bạn đã trải qua. Tôi không biết gì hơn để mà nói rằng bạn hát nghe mê luôn. Dạ, xin cảm ơn. Cảm ơn anh. Toàn là những cái mỹ từ của giám khảo dành cho phần thi của bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem coi là những mỹ từ ấy sẽ được thể hiện bằng những tình cảm qua những con số là sao nha. Đầu tiên chúng tôi xin mời danh ca Thanh Hà, mời chị. Xin gửi đến em 10 điểm. 10 điểm từ chị 10. Yeah. Xin mời danh ca Ý Lan. Ý Lan xin gửi đến em con số 9,5. 9,5. Đồng ý luôn. 9,5. Hôm nay là hai người rất là thần giao cách cảm. 9,5 từ phía anh Đức Huy. Cảm ơn anh. Chúc mừng Thiên Nhung. Cảm ơn em. Cảm ơn. Thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục với phần thể hiện tiếp theo trên sân khấu này. Đây là một chàng trai với một giọng hát rất truyền cảm và đầy cảm xúc, và cũng là một gương mặt đã đoạt được á quân cuộc thi, một cuộc thi ca hát. Và ngay bây giờ thì chàng trai này sẽ gửi đến quý vị một sáng tác rất trữ tình và lãng mạn của nữ nhạc sĩ Diệu Hương, ca khúc Vì Đó Là Em. Hãy cùng chờ đón phần thể hiện của Ngọc Ánh. Xin mời. Công việc hiện tại của Ngọc Ánh và bà xã mình là làm những chương trình về ẩm thực và du lịch. Bên cạnh việc chụp rồi quay để sản xuất ra những chương trình về ẩm thực thì vợ chồng Ngọc Ánh cũng có kinh doanh thêm ở nhà, những mặt hàng như là bát, đĩa, chén, đồ gốm sứ, rồi mấy đồ như là son, nồi, nói chung là xung quanh bếp và những đồ decor trang trí trong căn nhà của mình. Sau Vietnam Idol thì Ngọc Ánh có tham gia vào showbiz hơn 2 năm, nhưng mà sau đấy thì thấy cái môi trường lúc đấy là không phù hợp với con người của mình, nên là mình đã chuyển qua lĩnh vực khác. 10 năm rồi, 10 năm Ngọc Ánh nam tiến, và cũng là để kỷ niệm cho cái chặng đường 10 năm. 10 năm bén duyên với âm nhạc và 10 năm nam tiến thì Ngọc tham gia chương trình Người Hát Tình Ca. Thật ra là từ ngày bắt đầu mà mình quen anh Ánh thì anh Ánh đã không tham gia showbiz từ rất là lâu rồi. Và nói chung là rất là nhiều người hỏi mình là có phải yêu anh Ánh vì giọng hát của anh không? Nhưng mà mình luôn trả lời là thật sự là không phải. Bởi vì mình yêu là yêu con người của anh. Nên là dù là anh đi con đường nào đi chăng nữa thì mình vẫn dành cho anh một cái tình cảm giống như vậy thôi. Đêm dài sâu, không cần biết
bao gầy hao. Ta ngồi đếm tên thời gian, nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi, như xa xôi nay quay về gần gũi. Yêu em vì chỉ biết đó là em, để rồi từ đó ta yêu em không ngại ngàng, để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn. Một ngày lại đến, trái tim ta dại khôn, rồi từng chiều vẫn nghe cuồng si, nghe trong ta quên đi lòng sầu hận. Ta yêu em chưa bao giờ một lần, yêu em vì chỉ biết đó là em. Nghe trong ta quên đi lòng sầu hận, ta yêu em chưa bao giờ một lần, yêu em vì chỉ vì vừa rồi là một sáng tác rất trữ tình của nhạc sĩ Diệu Hương, ca khúc Vì Đó Là Em. Và trước khi đến với phần nhận xét của ban giám khảo, 15 giây dành cho khán giả có mặt tại trường quay bắt đầu. Xin cảm ơn khán giả. Đây là một cái gương mặt mà Nguyên Khang đã từng gặp cách đây 8 năm, đúng không? Em đến từ đâu? Ngọc Ánh đến... Bóng chiếc thoi đưa, ánh mắt long lanh, trời đất Hà Tây tay em dệt lụa. Giữa trắng Ba Vì thóc vàng khu cháy, hồn thơ nguyện trái dệt thánh vân. Hà Tây đúng không em? Kính thưa ban giám khảo, thưa quý vị các bạn, Ngọc Ánh đến từ Ba Vì, Hà Tây ạ. À, vâng, có đèn bò sữa nha. Yeah. Thưa quý vị, vừa rồi là Ngọc Ánh. Và bây giờ chúng tôi xin mời phần nhận xét của ban giám khảo dành cho Vì Đó Là Em. Xin mời danh ca Ý Lan, mời chị. Trong bài hát vừa qua thì chị Ý Lan đã phải đứng dậy để vỗ tay cho Ngọc Ánh. Bởi vì trong cái cách hát của em, nó có những cái đoạn em hát tưởng chừng là nó giống nhau, nhưng mà phải nghe kỹ thì là cái tình cảm của những cái đoạn em hát, ngay cả cái đoạn em lên tông cũng thế, nó vừa phải mà nó làm cho khi chị nghe cái bài hát này của em, chị cảm thấy rằng là nó có một cái sự yên bình mà nó vẫn không vơi đi phần sôi nổi của những cái đoạn mà em hát. Cho nên chị khen em rất nhiều trong bài hát này. Xin cảm ơn chị là. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Cái điều mà tôi thích nhất ở bạn á là bạn hát mà không phải chú tâm đến cái kỹ thuật. Bạn để thả cái tâm hồn mình bay theo cái lời bài hát. Hình như là bạn đang hát cho một cái người nào đó mà rất gần với bạn, và tôi có thể cảm nhận được cái điều đó. Xin thành thật chúc mừng một màn diễn rất hay. Dạ, xin cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy ạ. Kính mời nhạc sĩ Đức Huy với danh ca Thanh Hà. Mời chị. Tiếng hát của em, đặc biệt là những cái nốt cao, khi em lên cao rất hay, rất sáng, hơi em rất dài. Tuy nhiên, cái phần đầu đoạn A của ca khúc này, chị biết chắc một điều là cái nốt của bài hát này bắt đầu là
Không cần biết anh là ai, chứ không phải là không cần biết. Em hát nó thành chữ biệt biết, tức là em uốn nó xuống cũng được, nghe nó vẫn được. Nếu mà em làm cái chữ biển của em đó lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư gì đó thì chị sẽ đồng ý hơn. Nhưng mà cái nốt chắc chắn của nó là không cần biết dấu sắc nhé. Thì em để ý cái đó thôi. Nói chung là em hát bài này rất hay. Chị cảm ơn chị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của ban giám khảo dành cho chàng trai Ngọc Ánh đến từ Hà Tây. Xin mời số điểm của danh ca Ý Lan, mời chị. Xin tặng đến cho Ngọc Ánh con số 10. 10 điểm. Đó là lý do tại sao mà chị đứng dậy, chị vỗ tay. Và xin mời nhạc sĩ Đức Huy. 9.5. 9.5. Xin mời danh ca Thanh Hà. Lỡ mang tiếng chị 10 rồi. 10. 10, xin chúc mừng bạn. Xin cảm ơn ban giám khảo. Đấy, lần quay trở lại này đã được khán giả và giám khảo rất là động viên. Chỉ chờ khán giả có mặt tại trường quay dành cho bạn điểm số bao nhiêu. Một lần nữa xin được chúc mừng Ngọc Ánh. Cảm ơn bạn. Càng vào trong chúng ta càng thấy những thí sinh hát rất nồng nàn và da diết. Và ngay bây giờ chúng tôi muốn kể cho quý vị nghe câu chuyện của một vùng đất rất lãng mạn, đó chính là Đà Lạt, với sáng tác Đà Lạt Hoàng Hôn. Và với ca khúc này chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chàng trai đã đoạt được Á quân của chương trình Solo cùng Bolero. Mời quý vị sẽ cùng chào đón phần thể hiện của thí sinh Tuấn Hoàng. Xin chào tất cả mọi người, mình là Tuấn Hoàng. Hôm nay mình rất vui khi được nhận lời mời tham gia chương trình Hát Tình Ca Mùa 2017. Và đây thực sự là một cái bước ngoặt và là một cái thử thách lớn cho mình. Lý do mình tham gia chương trình này bởi vì là thực sự là đây là một cái chương trình mà nó đa dạng màu sắc về màu âm nhạc. Và mình muốn thử sức xem mình có thể và có thể làm được không. Thực ra thế mạnh của Tuấn Hoàng là dòng nhạc quê hương, nhưng mà chuyển sang dòng nhạc tình ca mang chút chữ tình ballad thì thực sự là hơi khó. Và cái cách xử lý và câu hát đòi hỏi làn hơi cũng khỏe nữa. Thực sự là khi tham gia chương trình Hát Tình Ca này thì Tuấn Hoàng cũng như các thí sinh không mong gì hơn là được nhận được thật nhiều sự yêu quý, sự yêu thương từ tất cả quý vị khán giả dành cho tất cả các thí sinh và Tuấn Hoàng. Thành phố mộng mơ, màu lá tím Đà Lạt sương phủ mờ, từng đôi đi trên phố vắng, bước chân em giữa không gian hoàng hôn khuôn màn đêm. Trên chiến dốc nhìn xuống đồi thông, hàng cây thắm màu đèn lên phố phường. Giờ đây hơi sương giá buông, biết ai thương bước cô liêu, một người đi trong phố ngàn thơ, nhặt hoa thấy lòng buồn không đến bờ. Gần nhau xa nhau mấy núi, hỡi quê hương xa.
Đà Lạt ơi, Đà Lạt ơi. Xin chúc mừng Tuấn Hoàng, xin cảm ơn hai Vũ Công. Cảm ơn bạn. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Đà Lạt Hoàng Hôn. Và nhìn hai đứa mặt trên sân khấu, nhìn là thấy Đà Lạt liền, nhìn rất là nóng luôn. Vâng, thưa quý vị, bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với 100 khán giả có mặt tại trường quay để xem số điểm của các bạn dành cho thí sinh Tuấn Hoàng như thế nào. 15 giây, bắt đầu. Xin cảm ơn 100 khán giả có mặt tại trường quay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem ba vị giám khảo nhận xét như thế nào. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy, mời anh. Trước hết tôi khen cái ngoại hình, cái vóc dáng sáng sân khấu của em. Tôi khen cái tiếng hát mượt mà, êm ả. Cái ngắt chữ, cái bỏ nhỏ rất đẹp. Tôi chỉ ước là bạn làm chủ được tất cả những cái nốt. Có một vài cái mà nó gây sự chú ý là bởi vì nó không có đồng bộ. Và cái thứ hai tôi muốn đề nghị là có lẽ cái cảm xúc nó sẽ được người nghe đón nhận nhanh hơn và không đặt dấu hỏi nếu mà bạn bớt diễn đi. Xin cảm ơn. Và chúng tôi xin mời danh ca Thanh Hà. Em có thể nào hát lại cho chị một câu đêm xuống than thở gì em? Đêm xuống than thở vang cung hờ. Cung hờ hả? Hay là cũng hờ? Cung hờ. Tức là em đã hát sai cái nốt và chị nghe là thành cũng hờ. Thì khi mà đêm xuống than thở vang cũng hờ là chị không hiểu. Mà chị biết chắc cái bài này chị đã nghe rất là nhiều đàn chị của chị hát. Là đêm xuống than thở vang cung hờ. Thì cái điểm đó làm cho em mất đi cái hay của nó. Tại vì đối với chị, khi mà hát mà người ta hiểu được cái ca từ của một nhạc sĩ viết muốn gửi gắm cho mình như vậy mà em hát sai đi thì nó lại mất cái ý nghĩa của nó. Mà khi mất cái ý nghĩa của nó thì nó lại không còn hay nữa. Thì em để ý cái điều đó nhé. Và giọng em rất tốt. Cảm ơn em. Xin mời danh ca Ý Lan, mời chị. Thật sự ra là cô Ý Lan nghe Tuấn Hoàng hát bài này thì cô lại có rất nhiều cảm xúc. Tuấn Hoàng diễn đó thì Tuấn Hoàng có một cái cá tính rất là lành anh ạ. Thì thành thử ra là đối với lại cô Ý Lan thì cô Ý Lan lại rất thích cái bài hát này mà Tuấn Hoàng đã diễn tả, từ giọng hát cho đến cách diễn đạt của Tuấn Hoàng trong bài hát này. Cảm ơn em rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của ban giám khảo dành cho Tuấn Hoàng. Xin mời số điểm của danh ca Thanh Hà. Vì là Tuấn Hoàng đã đổi cái nốt với cái chữ cho nên buộc lòng chị phải trừ em. Cái điểm mà chị muốn gửi cho em là 9.50. 9.5. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Tôi xin gửi Tuấn Hoàng 8.5. 8.5. Xin mời danh ca Ý Lan. Cô Ý Lan gửi đến Tuấn Hoàng 10 điểm. 10 điểm. Và như vậy ngôi vị chị 10 đã thuộc về danh ca Ý Lan. Thưa quý vị, vừa rồi là phần thể hiện của bạn Tuấn Hoàng. Một lần nữa xin chúc mừng bạn đã hoàn thành phần thi của mình. Chúc mừng bạn. Thưa quý vị, tiếp theo sân khấu của chương trình Người Hát Tình Ca 2017, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị một giọng hát rất là cảm xúc. Và mỗi lần thể hiện trên sân khấu thì Nguyên Khang thấy thí sinh này của chúng ta đều như kể những câu chuyện bằng âm nhạc. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Y Vân, ca khúc Ảo Ảnh. Và hãy cùng đến với phần thể hiện của thí sinh Ôn Vĩnh Quang. Quá khứ luôn làm cho tôi phải rây rứt. Tôi đã khép mình lại, tìm một nơi nào đó không có ai và trốn chạy khỏi hiện tại. Tôi không tin mình đã mất đi người mà tôi yêu thương nhất. Tôi chỉ nghĩ đó là giấc mơ mà thôi. Nhưng sự thật thì vẫn luôn là sự thật. Chỉ còn lại 4 bức tường
và một khoảng không vô tận. Tôi phải tìm đến những viên thuốc an thần để quên đi nỗi buồn của mình trong một thời gian rất dài. Nhưng rồi tôi đã nhận ra rằng mình phải sống tốt, phải vượt qua tất cả, và không thể để nỗi buồn che lấp lý trí của mình. Tôi sẽ bước tiếp và bước ra khỏi bóng tối của chính bản thân mình. Giọng hát rất tình cảm của ông Vĩnh Quang. Và trước khi ban giám khảo nhận xét thì chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của khán giả có mặt tại trường quay dành cho bạn. 15 giây bắt đầu. Cảm ơn khán giả có mặt tại trường quay. Trước cái chương trình Người Hát Tình Ca thì chương trình có phát sóng chương trình tên là Ai Sẽ Thành Sao. Thì ông Vĩnh Quang là một trong những cái thí sinh của chương trình này. Và có lẽ là cái câu chuyện của em thì rất cảm động và nhiều khán giả cũng đã biết ông Vĩnh Quang đến với cái cuộc thi bởi vì cái ước muốn của người yêu của anh ấy trước khi qua đời là muốn ông Vĩnh Quang xuất hiện tham dự trong một cái cuộc thi âm nhạc. Nhưng mà bạn ấy quá là tự ti, mặc cảm và đã rơi một trạng thái suy sụp trong một thời gian rất là dài. Cũng như là bạn nhốt mình trong cái căn phòng của mình, không có đi ra ngoài gặp gỡ ai hết. Nhưng mà một ngày bạn thức tỉnh rằng mình không thể phải sống như vậy mãi, cho nên bạn bước ra khỏi cái vỏ bọc của mình. Và lần đầu tiên bạn tham gia là cái cuộc thi Ai Sẽ Thành Sao.
mặc dù hát rất là hay, nhưng mà ông Vĩnh Quang đã không may mắn để đi đến cái vòng cuối cùng của chương trình. Và bởi vì ban tổ chức thấy là giọng hát của bạn này rất là truyền cảm, nên đã tạo cơ hội một lần nữa cho bạn có mặt trong cái sân chơi Người Hát Tình Ca. Và đó là lý do ngày hôm nay bạn có với Ảo Ảnh. Chào mừng em đã đến với chương trình này. Và Vĩnh Quang xin phép mời ba vị giám khảo sẽ nhận xét. Đầu tiên xin mời danh ca Ý Lan. Trước tiên thì chị Ý Lan muốn có lời chia buồn cùng với lại Quang về sự mất mát một người yêu của mình. Được biết rằng là người yêu của em đã mất vì bệnh ung thư, mà chị thì lại là một người đã mang chứng bệnh này và cho đến giờ phút này đã trải qua và vẫn còn ngồi đây. Nhưng có lẽ là người ấy ra đi mà đã phù hộ cho em, và những cái ước muốn của người ấy muốn em đạt đến một cái nơi mà em có thể thoát ra được tất cả nỗi buồn đó. Em hát không phải là chỉ hát để thoát ra khỏi những cái nỗi đau đó, mà em đã hát rất đẹp, rất hay và rất nhiều tình cảm đặt trong tiếng hát của em. Một bài hát mà được hát bởi trái tim của mình, bởi những xúc động của mình. Không ai giống mình và mình không giống ai. Rất là tán thưởng phần trình diễn của em. Xin cảm ơn danh ca Ý La. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Tôi rất mừng là tôi được ngồi đây nghe bạn hát lần đầu tiên với một cái tâm trí là sẽ quên đi những cái đau và hướng về ngày mai bằng âm nhạc. Và cái điều tôi thích nhất ở Ôn Vĩnh Quang là cái khả năng và cái kỹ thuật của bạn khi mà bạn hát những cái nốt cao nhưng mà nó rất là nhỏ, cái âm lượng rất nhẹ và không hề cau mày, không hề cố gắng. Và thú thật là đây cũng là một cái việc mà cho đến bây giờ tôi vẫn còn đang tập luyện cho chính tôi. Giọng hát của Ôn Vĩnh Quang thuộc về riêng mình bạn và đừng bỏ phí nữa. Xin cảm ơn. Anh Huy nhận xét tinh tế quá không chị Hà? À quên, nói nếu mà cần mài giũa thêm, bạn là một viên ngọc rồi, nhưng mà cần mài giũa thêm, nếu cần gọi tôi sẽ rất là hân hạnh. Wow. Được làm việc với bạn. Xin cảm ơn Huy rất nhiều, rất là... Ảnh chỉ mới nghe bạn lần đầu thôi, còn Nguyên Khang thì nghe bạn rất là nhiều lần, mà mới lần đầu mà ảnh cảm xúc nhiều đến như vậy. Có thể là một cái món quà rất đặc biệt dành cho bạn ngày hôm nay, đúng không? Xin mời danh ca Thanh Hà. Chị đợi được mời thôi à? Đấy, em đỡ chị đi, chị đứng đây nè. Cho phép chị ôm em một cái. Em rất là mạnh mẽ, em hát rất hay, truyền cảm. Em kiểm soát tất cả những cái nốt của em hát rất tốt. Chị là khán giả hâm mộ của em. Và nhớ là nếu mà em cần mài giũa hơn nữa đó, gọi cho chị. Cảm ơn chị. Chị phải bước lên đây để mà thể hiện tình cảm với bạn. Vâng, điều đó có nghĩa là bạn đã chinh phục những vị giám khảo, nhưng mà bạn cần thời gian hơn nữa để bạn chứng minh mình và cố gắng ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của ban giám khảo dành cho Ôn Vĩnh Quang. Xin mời danh ca Ý Lan. Số 10. 10 điểm. Xin mời danh ca Thanh Hà. Nói dùm Thanh Hà đi, nói lớn lớn lên. Nói lớn lớn lên, đó, đó. 10. Vâng, chị 10 để dành cho bạn 10 điểm. Xin chúc mừng. Và nhạc sĩ Đức Huy. Và tôi xin tặng bạn điểm số cao nhất tôi có thể, 9.5. 9.5, xin chúc mừng bạn. Lấy cái điểm 10 kênh thì khó lắm bạn à. Vâng, một lần nữa xin chúc mừng Ôn Vĩnh Quang rất nhiều. Chúc mừng bạn. Quý vị đang cùng theo dõi chương trình Người Hát Tình Ca 2017. Quá nhiều giọng hát hay, quá nhiều tài năng đã xuất hiện và mang đến rất rất nhiều ca khúc hay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một cô gái tiếp theo. Đây là một cô gái đã từng đoạt Á quân của một cuộc thi âm nhạc rất là lớn. Nhưng mà điều quan trọng là giọng hát của cô này được ví như là ví von rất dễ thương, đó là giọng hát khủng long. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cô gái đến từ Hà Nội sẽ thể hiện một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Quốc Bảo, ca khúc Dạ Khúc. Hãy cùng chào đón Lê Xuân Nghi. Xin chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Người Hát Tình Ca. Cũng khá lâu rồi Nghi mới lại xuất hiện trên truyền hình. Sau khi tham gia The Voice thì Nghi cũng đi diễn, cũng đi hát khá nhiều, nhưng mà cái tần suất xuất hiện trên TV thì nó cũng ít, cho nên có thể quý vị đôi lúc cũng hơi quên Nghi một tí xíu. Cho nên lần này khi mà quyết định tham gia chương trình Người Hát Tình Ca, thứ nhất là để thử thách với chính bản thân mình, thứ hai là cũng để cho quý vị có thể
đón nhận một Xuân Nghi mới như thế nào qua dòng nhạc trữ tình Bolero? Cái khó khăn đầu tiên để hát những bài hát nhạc xưa đó là cảm nhận được cái giai điệu và cái lời bài hát của nó. Phải dùng trái tim của mình để hát thì nó mới thực sự toát lên một cái chất đích thực của dòng nhạc xưa. Cho nên là Nghi thực sự rất là hồi hộp, không biết là mình truyền tải như thế nào để có thể gửi đến khán giả hết được những cái tâm tư tình cảm mà người nhạc sĩ muốn gửi trong bài hát. Cho nên hy vọng rằng tất cả những nỗ lực của mình sẽ được quý vị đón nhận. Bằng mọi cách, Nghi sẽ hát thật tốt những cái bài hát mà mình được giao. Để chút vơi lòng đầy, cần thêm nắng để em bình vào bóng tối, cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành, cần thêm những lần hẹn như cuối cùng, cần tay níu để thấy anh còn gần, cần Lê Xuân Nghi. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phần thể hiện của Lê Xuân Nghi với một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo, ca khúc Già Khúc. Và ngay bây giờ sẽ là những điểm số của khán giả có mặt tại trường quay. 15 giây bắt đầu. Vâng, xin được cảm ơn 100 khán giả có mặt tại trường quay. Và bây giờ chúng tôi xin mời phần nhận xét của ba vị giám khảo. Xin mời danh ca Thanh Hà. Em có một giọng hát rất là đẹp. Điểm mà chị thích nhất là nhịp em rất là chắc. Em kiểm soát được những cái nốt hát của em rất là tốt. Có cảm xúc mà không có quá ủy mị. Tình cảm vừa phải mà em hát rất là sạch sẽ, gọn gàng. Chị rất là thích tiếng hát của em. Chúc mừng em. Xin cảm ơn. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Bạn đã hoàn thành cái phần thi của mình thật tốt. Giống như là Thanh Hà nói, đây là một bài 3-4 nhưng mà van chậm. Bạn hát rất là thoải mái,
Duy nhất chỉ có một điều mà tôi hơi tiếc là bạn hát cái lời không được rõ. Chỉ có những người thuộc bài hát này thì mới biết bạn đang hát cái gì thôi. Có lẽ là nên thả cái giọng mạnh của mình ra. Nãy giờ tôi chờ. Có lẽ là vì tâm lý hay gì đó mà, nhưng mà bạn giữ lại cái giọng hát của mình vào cái cuống họng. Không, thả nó ra đi thì nó sẽ thoát hơn và nó sẽ bay bổng hơn. Xin cảm ơn. Em xin rút kinh nghiệm ạ. Xin mời danh ca Ý Lan. Mời chị. Trong suốt một cái phần trình diễn của em, chị nghe được giọng hát của em rất là đều đặn, rất là hay, không có điều gì để chê cả. Nhưng chị cứ mong và ngồi chờ mãi có một chỗ nào đó để em bộc phát lên, rồi em lại trở lại với cái tình cảm êm ái nhẹ nhàng kia, cũng sẽ rất là tốt và sẽ làm cho bài hát nó có những cái điểm nhấn mà người ta không thể nào quên được em. Thả tất cả những cái sự gượng gắng lại, giữ lại trong cổ họng của em, để em cho nó thoát ra. Người nghe, người ta sẽ cảm nhận được những cái lúc to, lúc nhỏ, những cái tình cảm của em lúc rào rạt và những cái lúc nào mà nó mềm mại, nó nhẹ nhàng. Em cố gắng để ý trong phần tới trình diễn của mình. Em xin cảm ơn ạ. Xin được cảm ơn danh ca Ý Lan. Và bây giờ sẽ là số điểm của ba vị giám khảo dành cho Lê Xuân Nghi. Đầu tiên chúng tôi xin mời số điểm của danh ca Thanh Hà. Chị gửi đến em 9.50. 9.5. Nhạc sĩ Đức Huy, mời anh. Tôi xin gửi Xuân Nghi 9 điểm. 9 điểm. Danh ca Ý Lan, mời chị. Chị nghĩ là em xứng đáng với số 9.5. 9.5. Vâng, xin chúc mừng Lê Xuân Nghi với phần chào sân của mình trong ngày hôm nay. Chúc mừng bà, xin cảm ơn Lê Xuân Nghi rất nhiều. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với phần thi tài của 8 thí sinh của bảng B trong ngày hôm nay. Và thưa quý vị, Nguyên Khang xin được nhắc lại một lần nữa, điểm số của ban giám khảo sẽ chiếm 50% và điểm số của 100 khán giả có mặt tại trường quay sẽ chiếm 50% còn lại. Người giành được chiến thắng với điểm số cao nhất sẽ giành được tấm thẻ ưu tiên giúp cho bạn ấy sẽ miễn được vòng tái đấu nếu chẳng may lọt vào vòng này. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng mời 8 thí sinh của bảng B cùng bước ra sân khấu. Và ngay bây giờ chúng tôi sẽ công bố số điểm của khán giả dành cho các bạn và tổng điểm cuối cùng. Thưa quý vị, với 33 điểm từ khán giả, tổng điểm là 85.04, đứng ở vị trí số 8. Xin được chúc mừng bạn Lê Thái Sơn. Cảm ơn bạn. Tiếp theo ở vị trí số 7 với 38 điểm từ khán giả, tổng điểm 88.89. Xin chúc mừng Tuấn Hoàng. Thưa quý vị, với 42 điểm bình chọn từ phía khán giả, tổng điểm 89.50, đứng ở vị trí số 6, xin chúc mừng Ngọc Minh. Với 38 điểm từ khán giả, tổng điểm 90.85, đứng ở vị trí số 5, xin chúc mừng Xuân Nghi. Với 41 điểm từ khán giả, tổng điểm 91.04, đứng ở vị trí số 4, xin chúc mừng Lê Phương Anh. Bây giờ còn 3 gương mặt, đó là Ôn Vĩnh Quang, Thi Nhung và Ngọc Ánh. Chúng ta sẽ cùng xem thứ tự của bảng xếp hạng như thế nào nha. Với 37 điểm từ khán giả, tổng điểm 91.36, đứng ở vị trí số 3, xin chúc mừng Thi Nhung. Thưa quý vị, hai chàng trai của chúng ta, một người được 38 điểm khán giả, tổng điểm 93.35, và một người được 40 điểm khán giả, tổng điểm 93.61. Điều đó có nghĩa là chênh lệch rất là nhỏ, cực kỳ nhỏ, một bạn là 93.35, một bạn 93.61. Và xin được nhắc lại, người giành chiến thắng sẽ nhận được một cái thẻ ưu tiên để vượt qua được vòng tái đấu nếu chẳng may lọt vào vòng này. Và Nguyên Khang sẽ công bố người giành chiến thắng và người còn lại lẽ dĩ nhiên ở vị trí số 2. Xin được chúc mừng Ôn Vĩnh Quang, xin chúc mừng bạn. Và như vậy ở vị trí số 2 đó chính là Ngọc Ánh. Kính thưa quý vị, và đây xin mời Ôn Vĩnh Quang bước lên ạ. Bạn đã nhận được chiếc thẻ ưu tiên để bước vào vòng miễn tái đấu. Một lần nữa xin chúc mừng bạn đã đạt được điểm số cao nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn bạn. Thưa quý vị,
Và điều đặc biệt hơn nữa là 8 thí sinh của chúng ta sẽ cùng với nhau thực hiện một hoạt động ý nghĩa, đó là cùng chúng tôi lợp lại những mái tôn của những người dân đang rơi vào những hoàn cảnh mà mưa lũ bị dột ướt nhà của mình, để làm hoạt động rất là ý nghĩa cùng với nhau. Rất cảm ơn các bạn đã đến với chương trình này. Và ngay bây giờ chúng tôi xin mời ba vị giám khảo chúng ta cùng bước lên sân khấu để cùng chào quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, chương trình Người Hát Tình Ca sẽ hẹn gặp lại quý vị với vòng đấu loại của tất cả những thí sinh để xem ai sẽ nhận chiếc vé bước vào vòng tiếp theo. Chương trình Người Hát Tình Ca do Đài Phát Thanh Truyền Vĩnh Long phối hợp với MNT Picture thực hiện. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại. Như vậy là thí sinh Ôn Vĩnh Quang đã là thí sinh chiến thắng tại vòng này và giành chiếc vé miễn tái đấu. Sau hai vòng chào sân đầy màu sắc, 16 thí sinh đã lộ diện. Bên cạnh những gương mặt còn khá mới mẻ với làng giải trí là những cái tên đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng. Tuần sau, 8 thí sinh đầu tiên sẽ bước vào vòng đấu loại. Tại vòng này, các thí sinh sẽ được hát tiếp sức với nhau, cùng thể hiện một ca khúc, và một thí sinh sẽ phải chứng minh cho ban giám khảo, khán giả và hội đồng bình luận chất giọng riêng của mình. Nhìn vầng trăng khuya treo lẳng lơ, ánh mắt em say trong mộng mơ, và tình đôi ta như muôn bài thơ, nghe hồn chơi vơi người yêu hát. Sẽ có 4 thí sinh không may mắn phải rơi vào vòng tái đấu, 4 thí sinh bước tiếp vào vòng bán kết